Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, nơi hội tụ những câu chuyện ma tâm linh kinh dị. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm, thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Rất vui lại được gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 8 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube Nhà Ma với những tập truyện ma dài và thú vị. Tập truyện của ngày hôm nay sẽ kể về một đề tài khá mới, chưa từng được khai thác ở các tập truyện từng phát. Hãy cùng chờ xem biên kịch của Nhà Ma sẽ gửi đến chúng ta câu chuyện gì nhé. Đừng rời mắt khỏi màn hình, Thuận sẽ trở lại ngay sau đây. Ở Cần Duộc, làm gì có ai mà không biết tới Hứa Gia Trang. Mọi người nhắc về biệt thự đó với cái tên thân thuộc hơn là biệt thự Trinh Nữ. Còn mọi người thắc mắc tại sao người ta lại gọi cái tên nghe khủng khiếp như vậy, thì Thuận sẽ giải đáp ngay sau đây. Căn biệt thự này được xây từ năm 1900 mấy, không còn nhớ chính xác. Chỉ nhớ là chủ của căn biệt thự này đã ngoài 70 tuổi. Xây Gia Trang này là để có chỗ cho con cháu về sum họp, có chỗ để ông bà an hưởng tuổi già. Ấy thế mà mấy chục năm nay, những chuyện ma quỷ xuất hiện ở căn nhà này không đếm xuể. Biệt thự xây dựng với diện tích hơn 4.000 m², nằm lọt thỏm hai bề là ruộng, phía sau là nghĩa trang của huyện xã, cổng chính hướng trực diện ra quốc lộ. Thiết kế của biệt thự này có phần cổ quái vì từ cổng chính đi vào, thứ đập vào mắt mọi người không phải là khu nhà ở, mà là nhà mồ, còn nhà ở lại nằm trạch bên phải. Bên phải không chỉ có một khu nhà ở, mà có tới tận hai. Một nhà lớn 3 tầng thì cho gia đình chủ nhân ở, còn một nhà nhỏ bên cạnh là cho gia nhân ở. Phía trước nhà trồng một thảm cỏ xanh, rất nhiều cây cảnh cao ôm trọn căn nhà chính. Nói cho mọi người dễ hình dung, cổng chính của biệt thự hướng ra đường, khi đứng từ cổng chính nhìn đối diện là nhà mồ. Hai nhà ở nằm ngang phía cánh trái. Thời điểm biệt phủ được xây dựng, người dân quanh khu vực ai nấy cũng đều để mắt tới căn nhà này. Cũng bởi vì từ khi bắt đầu xây dựng, việc những người thợ làm đầu tiên không phải là đào móng, mà là xây tường cao 2 mét bọc kín 4 hướng. Thợ thì cũng là thợ từ nơi khác tới, làm việc hoàn toàn trong khuôn viên khép kín, cứ làm rồi ăn ngủ tại chỗ luôn. Xe chở vật liệu vào khuôn viên là ngay lập tức đóng cổng chính lại. Người làm hầu như không tiếp xúc với người bên ngoài trong suốt quá trình xây dựng biệt thự. Điều đó càng làm khơi gợi sự tò mò của những người sống trong khu vực. Có hôm nọ, mấy cậu thanh niên trai trai tầm đâu ngoài 20 tuổi. Đêm đó đi nhậu về thì cũng hơi ngả ngả say. Mới rủ nhau trèo tường rình xem bên trong căn nhà đó đang làm gì mà cứ suốt ngày ra cái vẻ thần bí. Thanh niên trai tráng mà thêm bia rượu vô nữa thì có sợ gì đâu. Cũng hùng hổ cười cợt dữ lắm. Thế mà ngay khi leo lên nhìn vào trong thì mặt cả ba người tái mét, cắt không còn giọt máu. Ba người thanh niên này nói là họ đã nhìn thấy mấy người thợ khiêng từ trên xe xuống hai cái quan tài, lần lượt đem vào khu đất gần với nghĩa địa. Khu đất đó hiện bây giờ là nhà mồ, đã được Duy Thuận nhắc ở trên. Họ nói phải 4 đến 5 người khiêng một cái, hai cái đều bự đùng, nhìn bằng mắt thường có thể nhận thấy quan tài này lớn hơn những quan tài thông thường. Cả ba cậu thanh niên đều chắc chắn là bên trong quan tài có người. Họ cảm nhận được sức nặng của quan tài. Chưa hết, một trong ba người còn thấy một cái quan tài có dấu hiệu rục rịch, không chắc rằng bên trong có phải là người chết hay không. Trong lúc đang loay hoay, có một cậu thanh niên trượt chân té ngã, lỡ miệng hét toáng lên. Người làm bên trong biệt thự nghe thấy có động tĩnh từ bên ngoài, liền chạy ra cổng rồi soi đèn chiếu. Cũng may hai bên là ruộng, nên ba cậu thanh niên kia nhảy xuống trốn, chứ để mà bị bắt được, không biết sẽ bị làm gì. Ba cậu thanh niên này nói mấy người đó trông dữ tợn lắm, còn cầm cả rùi cui điện nữa. Ngay ngày hôm sau, người ta thấy bức tường đã được nâng cấp lên, xây cao thêm chừng 20 phân. Bên trên tường còn quấn dây kẽm vòng tròn xoắn ốc nữa. Kiểu này thì đúng là ai mà cố tình nhòm ngó là tìm tới cái chết chứ không gì. Căn nhà cứ như thế, xây tới phải 2 năm hơn mới xong. Khi hoàn thành xong căn nhà, chủ nhà đập hết 4 bức tường bao quanh, lộ ra căn nhà bên trong khang trang lộng lẫy. Gia chủ tổ chức tiệc tân gia đãi khách, không giới hạn số lượng khách, mọi người có thể tùy ý tới tham quan.
nhưng chỉ được tham quan hai khu nhà ở, còn khu nhà mộ có người đứng canh giữ, tuyệt đối không được lại gần. Gia chủ đãi khách gần xa 2 ngày 2 đêm ăn uống no say. Cũng từ đó, căn biệt thự cũng như thân thế của gia chủ được người ta bàn tán. Đi ăn tiệc, mọi người cũng vô tình biết được chủ nhân của gia đình này là họ Hứa, là thương nhân nổi tiếng ở phía Bắc. Vốn dĩ muốn xây căn biệt thự này ở đây vì đây là mảnh đất của ông bà tổ tiên mấy đời để lại. Muốn xây lên để sau khi về già sẽ ở đây cùng con cháu an hưởng tuổi già. Ở đây vốn là vùng quê, không khí trong lành, không ồn ào tấp nập. Rồi cả chuyện nhà mồ cũng được lý giải. Căn nhà mồ bên kia thực chất được xây lên để sau này khi người trong gia đình có ai mất đi thì sẽ đem cốt về quy tập. Nên gọi là nhà thờ thôi, chứ cũng không phải nhà mồ gì cả. Đây là những người quản gia trong gia trang giải thích cho người dân, chứ về phía gia chủ không một ai lên tiếng gì cả. Một điều đặc biệt là quản gia và gia nhân trong căn nhà này tất cả đều là người miền Bắc, không có ai là người miền trong cả. Nhìn gia đình này đúng như kiểu nhà các thương gia giàu có ngày xưa. Nhà có quản gia, có gia nhân, có lái xe phục vụ đầy đủ cả. Tất nhiên thì chuyện mà người trong nhà đã nói ra thì là chuyện mà người ta muốn cho mình biết. Còn những chuyện người ta muốn giấu thì không tài nào mình có thể biết được. Người nghe có tin hay không là chuyện của họ. Và đương nhiên những lời giải đáp đó của quản gia vẫn không thể che giấu được sự thật bên trong. Vì chuyện mà ba chàng trai kia thấy chuyện hòm vào từ cách đây hơn năm đã được nhiều người biết. Chứ xây nhà thờ thì làm gì phải đến mức có người trông coi, cấm tuyệt không cho người khác đến gần. Nhà thờ còn có một cái cổng riêng cao hơn người bình thường, luôn có người túc trực. Những lời đồn đoán trở nên nhiều hơn sau khi hai cô con gái của chủ nhà chết. Thời điểm đó là đầu hè, hai cô gái này cũng tầm hơn 20 tuổi, có lẽ là sinh viên đại học. Được nghỉ hè nên cả nhà về gia trang này chơi. Gia trang tổ chức dỗ lớn, mở cổng ai cũng có thể tới ăn. Hôm đó người sống quanh gần gia trang mới biết thêm nhiều hơn về ông Hứa, chủ gia trang. Ông có 3 người con, 1 trai 2 gái sinh đôi. Người con trai đó có vợ trông rất lịch lãm, điềm đạm, ăn nói đĩnh đạc, là dáng vẻ của người giàu có. Còn 2 cô con gái sinh đôi, da trắng tóc dài vô cùng xinh xắn, nhẹ nhàng yểu điệu thục nữ. Nhưng chuyện gì đến cũng đến. Sang ngày hôm sau, 2 cô con gái của ông Hứa bị tai nạn xe. Nghe nói là tài xế chở 2 cô gái này đi chơi, gần về tới nhà thì gặp tai nạn. Bị tai nạn ngay trên con đường quốc lộ, cách nhà đâu mấy cây số. Người ta nói hôm 2 cô con gái này chết, xác của 2 cô được gia nhân tới đưa về gia trang ngay trong ngày. Cũng ngay đêm đó, gia nhân trong đêm kéo bạt xanh che kín 4 bức tường bao quanh. Sáng ra người dân sống quanh ai cũng cảm thấy kỳ lạ. Gia trang đóng kín cửa, che kín bạt, không một ai bên ngoài có thể nhìn vào được. Người trong gia trang cũng không ra ngoài. Cứ như vậy cho đến 4 ngày sau thì toàn bộ bạt được tháo bỏ. Các gia nhân vẫn đi ra đi vào làm việc như bình thường. Ai cũng thắc mắc vì sau đó họ không thấy sự xuất hiện của gia chủ nữa. Và 2 cô con gái kia không biết đã an táng như thế nào. Nhưng rồi, giấy không gói được lửa. Không lâu sau, gia nhân trong nhà cứ cách 1 tuần lại có một người tay xách nách mang ra khỏi nhà. Có người kể lại, gia nhân trong nhà đã kể với họ rằng sau khi 2 cô con gái mất đi, ông Hứa đã chôn xác 2 cô con gái ruột của mình ngay trong khuôn viên gia trang. Nghe tới đây chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ là được chôn trong nhà mồ. Nhưng không, mọi người sai rồi. Các bạn đã từng nghe đến cái gọi là thần giữ của hay chưa? Ông Hứa đã cho người đem xác của 2 cô con gái chôn xuống ngay bên dưới sảnh chính trong căn nhà họ đang ở. Cụ thể là gia nhân đã đào sâu xuống dưới nền sảnh chính một cái hố sâu 4m, ngang 5m, dọc 4m, rồi đem bỏ 2 xác cô vào lồng kính. Sau đó đem 2 cái lồng kính đặt xuống dưới hố đã được đào. Sau đó thuê thợ thiết kế một cái nắp lớn bên trên đậy khép kín lại. Cuối cùng làm lại một cái sàn nhà y như ban đầu. Bên trên làm lại nền xi măng như cũ. Gia nhân đó kể lại cũng sợ dữ lắm. Nhưng mà nghĩ lại, chôn là chôn bên nhà của gia chủ, chứ gia nhân ở bên nhà khác chắc cũng không ảnh hưởng vấn đề gì. Ông Hứa còn thuê cả chục ông thầy cúng tới cúng mấy ngày mấy đêm cho linh hồn 2 cô siêu thoát, tụng niệm kinh 3 đêm liền.
nên cũng yên tâm. Vậy mà đúng một tuần sau, khi hai cô mất, quản gia được phát hiện treo cổ tự tử ngay trong phòng. Người phát hiện lại chính là vợ của ông Hứa. Gia nhân kể lại, như mọi ngày 5 giờ sáng là gia nhân trong nhà sẽ cùng thức dậy và đợi quản gia giao việc trong ngày. Ấy thế mà mọi người đợi hơn cả một tiếng đồng hồ cũng không thấy quản gia sang nhà. Cho tới lúc gia nhân qua nhà chính tìm quản gia, thì ngỡ ngàng khi được vợ ông Hứa thông báo rằng từ ngày mai sẽ có quản gia mới. Mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì ông Hứa đi từ trên tầng xuống, nói rằng bà quản gia đã chết. Đêm qua, bà đã treo cổ ngay trong phòng ngủ. Bà để lại di thư nói rằng mình bị bệnh tuổi già, cơn đau dằn vặt mấy năm qua. Bà không còn muốn sống nữa. Gia nhân trong nhà tất nhiên là không một ai tin vào cái lý do này cả. Những điều lạ trong gia trang cũng bắt đầu từ đây. Ngay cái đêm quản gia cũ chết, tối đó gia nhân trong căn nhà phụ ai cũng chăn trở, không có dám ngủ. Ai cũng ngầm thắc mắc nguyên do cái chết thực sự của quản gia. Đúng 1 giờ sáng, gia nhân nghe thấy tiếng hét lớn, rồi có cả tiếng khóc phát ra từ nhà chính. Nhưng tuyệt nhiên không một ai dám chạy qua, vì gia trang này sau 11 giờ đêm là tất cả gia nhân không được lui tới nhà chính nữa. Sáng hôm sau có quản gia mới, người đàn ông này là người miền trong, nói đặc giọng miền Nam. Ông Hứa chỉ giới thiệu cho gia nhân trong nhà, từ nay gọi người đàn ông này là quản gia Ngô, chứ cũng không nói thêm gì. Quản gia Ngô ở ngay đúng căn phòng mà quản gia cũ ở. Bên ngoài thì vị quản gia mới này lúc nào cũng vui vẻ nhẹ nhàng với tất cả gia nhân trong nhà. Nhưng mà mọi người biết sao không? Chỉ đúng 1 tuần sau, ông quản gia Ngô cũng chết bất đắc kỳ tử. Trong 1 tháng đó, Hứa Gia Trang thay 4 người quản gia. Nhưng kết cục ai cũng đều như nhau và cả 4 người đều là người miền trong. Trong khoảng thời gian 1 tháng đó, tất nhiên trong căn nhà cũng xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ. Như thường ngày thì gia nhân sẽ thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, 5 rưỡi sáng là chia nhau ra dọn dẹp gia trang rồi chuẩn bị bữa sáng. Sáng hôm đó tầm đâu 9 giờ gia nhân trong nhà đang tỉa cỏ ở sân gần khu vực nhà mồ, thì nghe thấy tiếng nói cười xen lẫn cả tiếng khóc. Ban đầu cứ nghĩ là lũ con nít ngoài đường, nhưng nhìn ra hướng cổng lại chẳng thấy ai. Gia nhân này mới tiến gần lại sát nhà mồ, lắng tai hướng vào trong nghe. Quả thực là tiếng ban nãy phát ra từ đây, vì tiếng cười tiếng khóc phát ra quả thực lớn hơn. Gia nhân này vì quá tò mò mà đã len lén tìm cách đi vào nhà mồ bằng cách leo tường phía sau để không ai nhìn thấy. Vì như đã nói ở trên, nhà mồ này có một cổng riêng mà chỉ có ông Hứa và bà Hứa mới có chìa khóa cổng. Ngay khi gia nhân đang tìm cách trèo vào trong thì bị chính bà Hứa phát hiện. Cậu gia nhân kia cũng lạy lục xin bà tha thứ. Bà nói sẽ bỏ qua nhưng không được nhắc chuyện này với ai. Chuyện gì tới cũng tới. Ngay ngày hôm sau, tất cả gia nhân phát hiện gia nhân này chết. Chết ngay trước cửa của nhà thờ. Một vết đứt ngang cổ, hai mắt trợn ngược lên, tay chân cứng đơ, chết trong tư thế dị lắm. Hai tay hai chân, cảm giác như ai bị bẻ ngược lại đằng sau. Hai bàn tay hai bàn chân hướng lên trên đầu, trông ghê lắm. Trên người thì mặc một bộ đồ màu trắng, có những vết chấm đỏ, có vẻ như là máu. Ông Hứa cho người mang xác đi ngay lập tức. Cả xác của 4 người quản gia vừa rồi cũng được đem đi rất nhanh, còn đem đi đâu thì không ai biết. Vì danh tính của quản gia chỉ có duy ông bà chủ biết. Những cái chết liên tiếp xảy ra trong gia trang nhưng không hề báo công an, chỉ tự xử lý. Gia nhân cũng không một ai dám đem chuyện này đưa ra ngoài. Có 1 tối, tất cả các gia nhân trong phòng đều đã ngủ thì nghe thấy có tiếng gõ cửa. Tất cả các gia nhân đều ngủ chung với nhau trong một phòng lớn dài như phòng học vậy đó, nên thành ra là có tiếng gõ cửa là tất cả mọi người đều nghe được. Vậy là người nằm gần cửa nhất mới đứng dậy ra mở. Người gia nhân này mở cửa ra, tất cả những người khác tuy không ngồi dậy nhưng đều hướng mắt về để nhìn xem là ai. Thì chỉ thấy cái người mở cửa đứng loay hoay nhìn sang trái, rồi lại nhìn sang phải, rồi lại đi ra đi vào. Cuối cùng quay vào đóng cửa phòng nói chả có ai bên ngoài. Đúng 5 phút sau, tiếng gõ cửa lại phát ra. Cả phòng vẫn nằm im không ai ngồi dậy. Tiếng gõ lại vang lên 1 lần nữa. Lần này gõ mạnh hơn và nhiều hơn lần trước. Vẫn là gia nhân ban nãy đứng dậy, nhưng lần này không mở cửa nữa,
mà chỉ nhìn qua cái lỗ mắt mèo, loay hoay nhìn một lát vẫn không thấy ai. Vừa đặt lưng xuống giường thì lại có tiếng gõ cửa. Lần này tiếng xoay nắm cửa, cái nắm cửa xoay liên tục phát ra tiếng động lớn, như có ai đó từ bên ngoài đang cố mở nó. Tiếng nắm cửa xoay liên tục, rồi còn có cả tiếng đạp vào cửa rất mạnh, cứ đập liên tục. Ngay lập tức tất cả gia nhân ngồi bật dậy, đứng dậy, người cầm cây, người cầm chổi, người cầm gối. Trong phòng có gì là cầm nấy, tiến sát lại gần cánh cửa. Ngay khi tất cả gia nhân đứng sát vào cánh cửa thì tiếng gõ vẫn liên tục phát ra. Mọi người trong tư thế sẵn sàng ngay khi mở cửa sẽ nhào ra. Nhưng mọi người biết sao không? Chưa một ai đụng vào cánh cửa, vậy mà cánh cửa bật ra, từ từ đẩy vào trong. Tất cả gia nhân ngay lập tức lùi lại, mặt ai cũng sợ cắt không còn giọt máu. Đứng trước mặt là người quản gia đầu tiên đã chết cách đây không lâu. Bà ta đứng chân hổng đất, chùm một cái khăn đen trên đầu, hai con mắt trắng dã, máu từ hốc mắt liên tục chảy ra, khuôn mặt bị loét máu mủ rỉ ra, mặc bộ đồ cộc tay, nhìn chân tay bầm đen hết cả. Có vài người đã ngất xỉu khi nhìn thấy cảnh tượng bà ta há miệng ra nói, nhưng bên trong miệng không có lưỡi. Bà ta cố gắng hét lên như muốn nói gì đó, nhưng không một ai có thể hiểu được. Mọi người bây giờ chỉ cảm thấy sợ hãi thôi, ai cũng ngồi khuỵu xuống che tai che mắt. Mọi thứ chỉ xảy ra trong chốc lát, không khí trở nên im bặt. Bà ta đã biến mất từ lúc nào? Cả đêm đó gia nhân không ai dám ngủ, chập choạng sáng họ còn nghe thấy tiếng rên rỉ kêu la đau đớn nữa. Lần này ai cũng trùm chăn kín, không dám bước xuống giường. Tới sáng hôm sau, gia nhân kể lại chuyện đêm qua thấy vong hồn của quản gia cũ cho quản gia mới nghe. Ông ta mới nạt lại, nói gia nhân phải biết giữ mồm giữ miệng, không được ăn nói bậy bạ, để tới tay ông bà chủ bị đuổi việc cả bọn chứ không phải giỡn. Ông ta còn nói rằng mình ngủ nghỉ ngay trong chính căn phòng mà trước kia quản gia cũ mà có thấy cái gì đâu. Gia nhân sợ nói ra sẽ bị đuổi việc nên cũng không ai dám nhắc tới nữa. Nhưng mà vài ngày sau lại thêm một gia nhân khác bỏ mạng. Lần này là một người phụ nữ. Người này chuyên lo chuyện bếp núc trong gia trang. Hôm đó là cúng 49 ngày cho hai cô con gái của gia chủ đã khuất. Hôm đó ông bà hứa nói mọi người bày mâm lễ ở tầng 3, ngay căn phòng thờ gần phía ban công trước. Mọi người lần lượt thắp hương, chắp tay vái xong ngước đầu lên nhìn, thì gió từ ban công thổi mạnh vào, cánh cửa dập mạnh mở toang ra. Tất cả hương vừa thắp trong lư tắt ngúm hết. Những người có mặt ở đó ai cũng giật thót tim. Rồi sau bữa cơm tầm đâu chục phút là tất cả người trong nhà, từ chủ cho đến tớ, đều lăn ra kêu đau bụng. Có người đi ngoài được thì không sao, có gần chục người đau đến ngất xỉu. Đáng ra phải đưa đi bệnh viện, nhưng ông hứa đích thân gọi bác sĩ Tư đến nhà khám chứ không cho đi bệnh viện. Hôm sau có người đau chịu không nổi, phát sốt, thổ huyết rồi chết luôn. Cứ lần lượt như vậy chỉ trong một thời gian ngắn mà những cái chết liên tục xảy ra, nhưng không có bất cứ ai đem chuyện này kể ra ngoài. Chỉ vài ngày sau, ông bà hứa gọi tất cả gia nhân lại nói rằng hai ông bà chuẩn bị đi nước ngoài định cư. Giờ ông chỉ cần một quản gia và ba gia nhân ở lại trông coi để dọn dẹp nhà cửa rồi lo hương hỏa. Những người còn lại, ông sẽ cho mỗi người một số tiền để về quê. Những người ở lại sẽ dọn vào ở tại căn nhà chính, còn căn nhà cũ sẽ để làm phòng kho. Gia nhân ở lại cứ tưởng đâu sẽ được sung sướng trong căn nhà chính. Đâu có ngờ, ở được có vài hôm cũng lo cuốn gói đi trong đêm, không dám đòi tiền lương. Mấy người nói họ được xếp ngủ trong căn phòng trên tầng 3, gần phòng thờ. Không có một đêm nào là ngủ yên. Cứ tầm 9 giờ hơn là nghe thấy tiếng khóc như ai oán, hết khóc rồi lại cười. Có hôm đang ngủ thì bị ai túm chân kéo rớt xuống dưới nền nhà luôn. Còn có hôm khủng khiếp hơn là thấy hai người con gái mặc váy ngủ màu trắng đi qua đi lại nhảy nhót trên cái thành ban công. Thấy ghê lắm. Rồi còn cái chỗ nền nhà ở dưới sảnh, ngay chỗ mà có xác hai cô. Cái nền ở trên nó đổi màu hồng nhạt, mà vốn dĩ nên là màu kem. Càng ngày thì càng thấy nó hồng, lấy cả dung dịch chuyên tẩy rửa mà vẫn không ra. Không hiểu là tại làm sao nữa. À, có gia nhân còn nghe thấy cả tiếng gõ lộc cộc phát ra từ dưới nền nữa. Nói hôm đó đang lúi cuối lau sàn,
thì nghe thấy tiếng gõ. Cứ nghĩ là ai gõ cửa ra vào, mới chạy ra nhìn thử thì chẳng có ai. Mà cái tiếng gõ cửa gỗ rõ ràng khác tiếng gõ vào kính. Vẫn cứ nghe thấy tiếng gõ cộc cộc. Gia nhân này mới áp tai xuống nền, lần mò theo tiếng gõ. Chính xác là nó phát ra ngay bên dưới vị trí chỗ đặt xác của hai cô. Gia nhân này mới đem chuyện kể cho hai người kia. Tất nhiên là họ tin, vì mấy ngày nay có đêm nào được ngủ yên ổn đâu. Sau đó vài ngày, nghe nói ông quản gia đấy cũng bỏ đi. Rồi không lâu sau, ông ta cũng đột tử không hiểu nguyên do. Những người làm trong gia trang này đều lần lượt chết. Hàng xóm quanh khu đó biết là ông Hứa đang tìm quản gia, còn biết ông chi một số tiền rất lớn, không quan trọng tuổi tác, miễn là người ta nhận làm. Nhưng mà ai tới làm cũng đâu đó được tầm một tuần rồi bỏ chạy. Những người sau tới ở thì làm gì biết chuyện dưới nền nhà có hai cái xác. Họ chỉ biết là chủ nhà này ở bên nước ngoài, cần người trông nom nhà. Rồi cũng nghe loáng thoáng là gia nhân có nhiều người đã bỏ mạng trong căn nhà này. Nên đa số ai khi nghe thấy số tiền được trả thì đều cũng muốn thử. Nhưng mà không ai ở được quá 2 tuần. Căn nhà bỏ hoang mấy tháng trời không tìm được quản gia mới. Hàng xóm ở gần nói cứ tới nửa đêm là thấy điện ở trong nhà đó cứ bật tắt liên tục. Rồi nhà để trống. Mấy cái thằng hút chích nó leo tường vào, nó tụ tập ở trong. Tụi nó kể là gặp ma trong nhà đó. Mấy con ma cầm cây đuổi tụi nó đi, kêu là nhà này là nhà của tụi nó. Nếu không đi là nó sẽ đánh cho chết. Rồi mấy người làm ăn thua lỗ với cái bọn ở không, rủ nhau phá cổng gia trang để vào xin số đề. Trong một đêm mà hết tụi này đến tụi kia, lập bàn cúng ngay trước cái nhà mồ xin số. Ban đầu cứ nghĩ là ba cái trò vớ vẩn, nhưng hầu như ai cũng được cho số đúng. Thế là 1 đồn 10, 10 đồn 100. Bọn người đó còn tháo luôn cả cái cổng, gia trang người ra kẻ vào như đi chợ. Con trai của ông Hứa vẫn còn ở Việt Nam, nhưng nghe nói đã lấy vợ sinh con và chuyển ra Bắc ở. Mỗi tháng ông đều về một lần vào mùng 1 để thắp hương. Lần đó về thấy nhà cửa tang hoang, người ra kẻ vào, anh đã cho người xây tường bọc kín bốn phía. Ngay cả cửa ra vào cũng là loại cửa sắt kín, từ bên ngoài không thể nhìn vào trong được. Anh còn lắp cả camera và chuông báo động nếu như có ai phá cửa. Những câu chuyện về căn nhà này vẫn luôn là sự bàn tán của mọi người. Vì nếu như nhà thực sự không có gì, thì liệu những người xin số đề có cuồng tín mà tin đến như vậy hay không? Từ lúc xây dựng cho tới lúc ở đều thần thần bí bí. Và có một bà quản gia mới nhận làm việc tại căn nhà này. Người này sống ngay cạnh tỉnh bên, chứ không phải từ ngoài Bắc vào như những quản gia trước. Người phụ nữ này cũng đã nghe qua nhiều chuyện về Hứa gia trang, nhưng bà tin đó chỉ là những lời đồn thôi, chứ không hoàn toàn có thật. Người phụ nữ này hoàn toàn khác biệt với những quản gia trước kia. Còn khá trẻ, lanh lẹ, hoạt bát, đi ra đi vào gặp ai cũng nói chuyện cười niềm nở. Người sống quanh gia trang ai cũng cảnh báo, nhưng người phụ nữ này nói mình ở bữa giờ chưa có gặp chuyện gì cả. Vậy mà cuối cùng không quá một tháng, người phụ nữ này cũng cuốn gói ra khỏi gia trang, không dám quay đầu lại nhìn. Người này kể ban đầu vào ở thấy căn nhà đúng là âm u lạnh lẽo vì đã lâu rồi không có người ở. Nhưng mà ban ngày thì không sao, cứ tới nửa đêm là bà thường xuyên nghe thấy những thanh âm kỳ lạ phát ra trên tầng lầu. Ban đầu, bà cứ nghĩ là tiếng gió, cành lá quẹt vào mái ngói, quẹt vào tường, vì khuôn viên gia trang này trồng rất nhiều cây bao quanh ngôi nhà. Nhưng mà tới nhiều đêm sau, lại nghe thấy tiếng nói cười đùa giỡn của rất nhiều người, có cả nam lẫn nữ. Những tiếng động đó y hệt như một bữa tiệc. Bà ta mới tò mò, cũng lấy đèn pin rồi đi lên cầu thang. Bà cứ đi chậm chậm từng bước một, vừa đi vừa lắng tai nghe. Càng lên gần tới thì âm thanh lại càng rõ hơn. Bà nói lúc đó, tay chân bà run cầm cập, sợ lắm. Lúc này bà nghĩ tới những lời đồn đoán mà trước kia đã nghe được. Ngay khi đặt chân lên tầng 3, bà tới căn phòng phát ra âm thanh, xoay tay nắm cửa. Chân tay bà rụng rời khi thấy bên trong là một cảnh tượng kinh hoàng. Tại đây, bà nhìn thấy hai người con gái giống y hệt nhau từ mặt mũi cho tới trang phục đang đứng trên bàn nhảy nhót ăn uống. Rồi gần cả chục người mặc bộ đồ bà ba màu nâu đứng xung quanh, ở dưới cũng hò hét hùa theo. Khi bà bước vào, những người đó đồng loạt hướng mắt nhìn về bà, nhưng tuyệt nhiên không có chút bất ngờ hay sợ hãi. Nhìn bà xong, họ lại quay trở lại bữa tiệc.
Lúc này bà cảm nhận được bà mới là khách trong căn nhà này. Bà khiếp hãi chạy thục mạng xuống tầng. Lúc đó bà cố gắng gồng hết sức lực để có thể đi xuống. Chứ nhìn thấy cảnh tượng đó làm gì có ai còn đủ bình tĩnh mà đi xuống. Gặp người khác có khi đã ngất ngay tại chỗ rồi. Ngày đêm đó bà bỏ đi khỏi căn biệt thự rồi bỏ việc quản gia mà không một lời thông báo cho chủ nhà. Sau đó chủ căn biệt thự tiếp tục thuê thêm nhiều đời quản gia nhưng cũng chẳng mấy người ở lại dài lâu. Chuyện về căn biệt thự ma chôn một cặp sinh đôi đồng trinh nữ làm cho người ta không khỏi thắc mắc. Qua mấy mươi năm, người ta vẫn không biết rằng thân thế thật sự của ông bà Hứa, không biết rõ họ tên hay nguồn gốc của họ. Ngay cả những gia nhân đã từng sống, đã từng làm việc trong căn biệt phủ này vẫn luôn thắc mắc chuyện xác của những gia nhân đã chết trước kia đã đem đi đâu, liệu có được chôn cất hay hồi hương hay không. Đến cuối cùng, sau mấy chục năm, khi mà những người gia nhân trước kia làm cho gia trang này chỉ ngoài 20, mà cho đến nay ai cũng đã ngoài 50, thì mới rõ thực hư của câu chuyện. Câu chuyện này được chính người của nhà nước làm rõ. Vì căn nhà này nằm ngay mặt đường quốc lộ. Sau thời gian nhà nước mở rộng quốc lộ thành đường cao tốc, nên buộc phải đền bù và tháo dỡ tất cả các ngôi nhà. Trong lúc tháo dỡ căn nhà này gặp rất nhiều khó khăn, vì những máy móc để hỗ trợ đập nhà đều tự dưng ngưng hoạt động. Chưa kể có những người thợ đã phải bỏ mạng ngay trên mảnh đất đó. Họ nói rằng cứ đưa máy cưa tới cây là máy tự động tắt ngang. Nhưng khi đưa đúng cái máy đó ra ngoài khuôn viên gia trang thì máy hoạt động lại như bình thường. Có người còn bị lưỡi cưa văng ra khỏi máy chém vào người, chém bay cái chân luôn. Lúc phá hủy căn nhà chính, người dân tới xem rất đông vì họ đều thắc mắc liệu bên dưới nền nhà ở sảnh thật sự có xác người như lời đồn hay không. Người ta phải mất tới hơn một tháng để có thể phá hủy được hai lầu trên. Tới cái ngày dùng máy đầm để phá nền nhà, người dân bu đông nghẹt, phải gần cả trăm người dán mắt vào. Cuối cùng, khi đến khu vực được cho là bên dưới có cái xác của hai cô, thì máy đầm cũng tắt ngang. Nhà thầu đã có chuẩn bị sẵn, đưa thêm 2-3 máy khác vào, nhưng tất cả các máy đều tắt. Cuối cùng phải dùng bằng sức người. Hơn 10 thanh niên trai tráng thay nhau nện búa. Búa thuộc loại cỡ lớn, người dân đứng xem còn bà phụ nữa. Vì thực sự ai cũng thấy được có rất nhiều hiện tượng không lý giải được liên tục xảy ra trong căn biệt phủ này. Nên nếu như ở bên dưới thực sự có xác của hai cô con gái, thì những hiện tượng lạ kia hiển nhiên sẽ được lý giải. Cuối cùng, cả trăm con người đều ngỡ ngàng trố mắt ra nhìn. Bên dưới sàn nhà thật sự có một cái nắp lớn được đậy lại. Những người đã từng nghe được lời kể của gia nhân nói với nhà thầu rằng bên dưới cái nắp này sẽ có hai cái hộp kính chứa xác. Nắp lớn được làm bằng sắt, qua thời gian dài bị rỉ sét rất khó để mở lên được. Vì nó rất nặng, khe hở lại nhỏ. Mọi người phải đi mượn nhà dân xung quanh hơn chục cái xà beng mới có thể nạy lên được. Đúng như những gì lời người ta nói, bên trong thực sự có hai cái hộp kính lớn đã bị ngả vàng theo thời gian. Bên trong đó thực sự có hai bộ xương người còn nguyên vẹn. Ngoài ra còn tìm thấy một số vàng bạc trang sức, giấy tờ vàng mã không nguyên vẹn. Chưa dừng lại ở đó, khi phá hủy tới khu vực nhà mồ, người ta phát hiện gần chục bộ xương người lẫn lộn vào nhau được đặt ngay dưới các huyệt mộ xây sẵn. Bên trong nhà mồ chỉ có hai cái hòm cỡ lớn, nhưng lại có tới gần chục bộ xương được đặt chồng chéo lên nhau, khiến cơ quan chức năng khi vào cuộc gặp rất nhiều khó khăn khi xác định danh tính của nạn nhân. Người ta phỏng đoán rằng những bộ xương người đó chắc là của gia nhân và quản gia đã từng chết trong căn nhà này. Cũng lý giải cho việc trước kia khi căn nhà được xây dựng xong không cho ai tới gần nhà mồ, và ngay cả gia nhân với quản gia cũng không thể vào. Chỉ duy nhất ông bà Hứa mới có thể vào trong nhà mồ. Kể từ sau khi phát hiện ra nhiều bộ hài cốt, công an cũng vào cuộc điều tra. Liên quan tới chuyện giấy tờ đất, thì đất này trước kia thuộc quyền sở hữu của một gia đình họ Châu. Do làm ăn thua lỗ nên đã bán thông qua cỏ đất, chứ họ thực sự cũng không biết người chủ sau này là ai. Sau khi vỡ lẽ, người ta không còn thấy con trai của ông Hứa về căn nhà này bất cứ lần nào nữa. Bình thường là một tháng, ông ta sẽ về một lần để thắp hương rồi trả lương cho quản gia. Những người đã từng làm quản gia cho gia trang này cũng nói rằng họ làm ở đây từ lúc gia đình này đã chuyển đi hết,
Một tháng chỉ gặp con trai của chủ một lần, nhận tiền cũng là nhận tiền mặt. Lúc gặp ông ta luôn mang khẩu trang, đội nón, chỉ nghe được giọng là người Bắc. Xe chở tới là xe sang cũng đậu từ xa chứ không lại gần Gia Trang. Cuối cùng không một ai biết chính xác danh tính thực của chủ căn nhà. Có nhiều người còn đặt ra nghi vấn liệu chủ có phải là họ Hứa hay không, vì cho tới hiện tại không có bất cứ giấy tờ hay người nào chứng minh được người chủ đó là họ Hứa cả. Nhiều người nghĩ rằng chắc hẳn ông bà Hứa đã mất, vì thời điểm căn nhà được xây dựng họ cũng đã ngoài 70 tuổi, tới nay cũng đã hơn 30 năm sự thật mới được hé lộ. Rồi người ta còn đặt ra nghi vấn liệu hai cô con gái kia có phải là con ruột của họ hay không, khi mà chênh lệch về số tuổi rất nhiều. Tất cả mọi người đều không dám tin là người cha lại có thể chôn xác hai cô gái chỉ để tin vào cái năng lực siêu nhiên viễn vông mà nhiều người đã tin. Quý vị thân mến, câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Quý vị có suy nghĩ gì về câu chuyện này thì bình luận bên dưới để Thuận và ekip được biết với nhé. Quý vị thấy đó, mê tín dị đoan thật sự là một điều gì đó khủng khiếp. Nó ăn mòn lý trí và khiến con người trở nên vô minh, đặt niềm tin tuyệt đối vào đó và nhìn thế gian đâu đâu cũng toàn là giả dối. Không phải tự dưng người ta lại bài trừ mê tín dị đoan. Chúng ta cần phải phân biệt rõ văn hóa tâm linh và mê tín dị đoan. Văn hóa tâm linh giúp con người thanh thản nơi tâm hồn, cho họ một chỗ dựa tinh thần lành mạnh, niềm tin để vượt qua những gian truân trần thế. Còn mê tín dị đoan là kìm hãm ép buộc con người ta làm những việc không thể nào tưởng tượng được. Câu chuyện trên chính là một minh chứng, vì nó hoàn toàn dựa trên một câu chuyện có thật. Người cha chôn xác hai đứa con gái ruột của mình ngay tại ngôi nhà đang sinh sống để làm thần giữ của, phục vụ cho chính mình. Hai cô gái trẻ đã xấu số lìa đời rồi vẫn bị cha đẻ của mình lợi dụng, để rồi trở thành cô hồn dạ quỷ, vất vả vất vưởng, quẩn quanh trong căn nhà không thể nào siêu thoát đầu thai được. Thuận thấy hai chị em ma nữ đồng trinh trong câu chuyện này đáng thương vô cùng quý vị ạ. Sống trên đời có một đức tin cho tâm hồn không có gì là sai cả. Nhân sinh quan, thế giới quan và niềm tin của mỗi người là khác nhau, miễn là hãy lựa chọn cho mình một đức tin lành mạnh. Của cải nay được mai mất là điều hiển nhiên, còn tình thân mà mất đi rồi thì có vô vàn của cải cũng không thể nào mua lại được. Đừng tự lấy dây buộc mình, đừng trở thành nô lệ của mê tín dị đoan. Đây cũng chính là bài học mà nhà ma muốn gửi gắm. Hy vọng câu chuyện này sẽ để lại một điều gì đó đáng suy nghĩ cho quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào số phát sóng tiếp theo. Quý vị nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip nhé. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon.